Trời đất ơi, cái bài kiểm tra có 9 điểm mà làm thế ớ. Nhưng mà con làm bài cao hơn em mà mẹ. Em làm bài có 5 điểm mà con làm bài 9 điểm lận mà. 5 điểm nhưng mà hai bài cộng lại là 10 điểm. Nhiều hơn con rồi biết chưa. Đi vô làm việc nhà đi. Kẻ cũng đòi ăn kẹo nữa. Đi. Hư nè. Xin lỗi thầy. Sao không được mang bánh kẹo đi học hay chưa? Em nhớ rồi. Đi về mời Hư lên đây gặp tôi. Tức thiệt chứ. Ngày nào đi học cũng bị thầy đánh phạt vì cái tội mang quà bánh vào trong lớp. Nhưng mà hôm nay mình đã có cách. Các bạn hãy xem mình làm gì nha. Hey, sao giờ này chưa thấy khủng long đi học đó ta? Dạ thưa thầy em mới tới. Sao đi học trễ vậy? Dạ tại kẹt xe. Hôm thầy. Nay đi học có mang bánh kẹo không? Dạ không có đâu thầy. Này là gì đây? Dạ cái này là cây bút mẹ mới mua cho em hôm qua thầy. Vậy vô ngoài học đi. Dạ dạ. Một thầy đã bị mình 2. Lừa rồi. Đây đâu phải bút chì màu xám đâu. 2 đây là 4. Kẹo bút chì sô cô la mà. Nè. 3 cộng wow, 3 bằng kẹo 6. Nhiều màu á. Ăn một miếng coi. 6 cộng 1 là 7. Wow, kẹo ngon quá đi. Mấy bạn thấy mình thông minh chưa? Thông minh dữ chưa? Dạ xin lỗi thầy. Hư nè. Đi về mời Huynh lên cho tôi. Dạ. Hey, sao giờ này con của mình còn chưa đi học về nữa ta? Dạ thưa mẹ, con đi học mới về. Con của mẹ đi về rồi đó hả? Hôm nay học được không con? Dạ được mẹ, hôm nay con được 10 điểm luôn đó mẹ. Trời đất ơi, con mẹ giỏi vậy hả? Đâu, đưa mẹ coi coi. Dạ, dạ đây nè mẹ. Đâu, đưa mẹ coi coi. Wow, con mẹ giỏi quá. Mẹ thưởng cho con cây kẹo bông gòn nè, con ăn đi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Wow, kẹo bông gòn nhìn ngon quá mẹ ơi, để con ăn miếng nha. Wow, kẹo bông gòn ngon quá mẹ ơi, để con ăn hết luôn nha mẹ. Nhâm. Wow, ngon quá mẹ ơi. Ừ, kẹo bông gòn này mẹ mua mắc tiền lắm á nha. Dạ, dạ, cảm ơn mẹ. Thôi con chào mẹ, con đi chơi. Ừ, đi chơi đi con. Mẹ, gì? Cho con ăn kẹo đi mẹ. Hôm nay con làm bài được 9 điểm luôn á mẹ. Đâu, đưa tôi coi coi. Dạ, đây nè mẹ. Trời đất ơi, cái bài kiểm tra có 9 điểm mà làm thế ớ. Nhưng mà con làm bài cao hơn em mà mẹ. Em làm bài có 5 điểm mà con làm bài 9 điểm lận mà. 5 điểm nhưng mà hai bài cộng lại là 10 điểm. Nhiều hơn con rồi biết chưa. Đi vô làm việc nhà đi. Kẻ cũng đòi ăn kẹo nữa. Đi. Đến giờ rồi, múc cái lên xe đen đi xe cẩu ơi. Để con mua bánh, để con mua kem. Không phải con mua một mình, con mua cho Út, con mua cho em. Ba ơi cho con 5 ngàn để con mua bánh, để con mua kem. Trời ơi, nó coi hát cái gì, hát cái ghê vậy. Kỳ tự nhiên bữa nay hát tào lao vậy. Nhà không có tào lao đâu ba. Ba cho con xin tiền đi chơi đi ba. Xin nhiều. Dạ dạ cho con 5 ngàn đi ba. Thôi rồi nè cho con nè. Tinh tinh. Dạ cảm ơn ba, con đi đây ha. Suốt ngày hát hò. Ra mỏi cả miệng mà chưa có khách hàng nữa. Thôi lấy cái gì ra ăn cái coi. Đâu đây, sáng nay ăn cái gì đây? Hôm nay mình ăn cái này đi. Cái này là món mới luôn nè. Đó, đây là thanh sô-cô-la KitKat đó nha. Wow, thanh sô-cô-la KitKat nhìn ngon quá à. Xé ra ăn coi. Wow, sô-cô-la nhiều chưa nè. Nhìn ngon chưa. Ăn miếng coi. Nhâm. Wow, sô-cô-la ngon quá đi. Ăn hết luôn. Nhâm. Wow, sô-cô-la ngon quá đi nhưng mà mình khát nước quá. Để mình lấy nước ngọt mình uống cái coi. Đâu, hôm nay mình mới nhập về nhiều loại nước ngọt lắm luôn nè. Bây giờ mình uống cái loại xanh lá cây này đi. Nước ngọt này đúng là ngon. Chú sắp mò men lên, chú sắp mò men. Xin chào đồ chân Mỹ, con muốn mua cái gì? Dạ, con muốn mua đồ ăn á chú, hôm nay chú có gì mới không? Nè, hôm nay hả, chú có nhiều đồ ngon, đồ mới lắm luôn á nha. Đó, kem nè, kẹo bích cà rô nè, rồi kẹo Doraemon nè, kẹo bình bú nè, rồi cây kem nữa nè, con thích ăn gì?
Dạ chú lấy cho con cây kem đi chú. Rồi 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 đây nè. Cây kem này là cây kem vị khoai môn đó nha. Ngon lắm á. Này nhiêu tiền vậy chú? Cái này hả con? 5.000 đó con. Dạ con trả tiền cho chú nè. Tiên tiên. Ờ chú cảm ơn con. Thôi con chào chú con đi đây. Ờ bye bye con nha. Wow, cái cây kem khoai môn này ngon quá đi. Để lấy ra ăn thử coi. Wow, nhiều màu quá đi. Nhâm nhâm. Wow, kem khoai môn ngon quá à. Đội trưởng Mỹ ơi, đội trưởng Mỹ. Ồ, xin chào khủng long xanh. Bạn đi đâu vậy? Mình đi rủ bạn đi chơi nè. Mình đi chơi chú tìm đi. Mình xin ba đi chút xíu rồi về à. Mình không dám đi chơi la cà đâu. Thôi rồi, mệt quá không đi thì thôi. Mình đi một mình. Thì ghét à, lần sau không có rủ nữa đâu. Wow, ngồi chơi ở đây mát thiệt chứ. Vậy mà đội trưởng Mỹ không chịu đi chơi với mình. Đằng kia có một thằng bé đang chơi một mình. Được rồi, ta sẽ bắt cóc cái thằng bé này. Đây là nước ngọt. Bây giờ ta sẽ cho thuốc mê vô. Thằng bé nó uống xong nó sẽ bị mê ngủ rồi ta sẽ bắt cóc đó. Thiện kế hoạch thôi. Này cậu bé, con có khát nước không? Dạ có chú. Ta sẽ cho con uống cái nước ngọt này nè. Con uống đi. Ha, dạ 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 cảm ơn chú. À, con uống đi, ngon lắm đó. Đã khát quá chú ơi. Con cảm ơn chú nhiều nha. À, ui da. À, sao con nhức đầu quá vậy chú? À, con nhức đầu quá chú ơi. Thiện kế hoạch đã thành công. Bắt cóc cái thằng này thôi. Này bán rồi. Hả? Sao Phủ Long lại bị kéo đi như vậy? Thôi được rồi, mình phải theo dõi mới được. Nè tên kia, đứng lại. Nè Phủ Long, dậy dậy con ơi, con có sao không? Dạ. Thầy ơi, con sợ quá thầy ơi. Ủa, mà tại sao con bị cái tên Molly nó bắt cóc vậy? Dạ, tại lúc nãy cái tên nó cho con uống nước ngọt á, uống xong con biết sao con xỉu mất tiêu luôn á thầy ơi. Trời ơi, lần sau con đừng có uống hay là ăn gì của người lạ nghe chưa? Dạ, nhớ rồi. Thôi đi về đi, thầy dắt về nè. Dạ.